Đó thì nhanh nguyên hàng bắp. Cái sao bắp này nó có cây cao hay thấp là sao ta? Thì nó có cây to cây nhỏ chứ nó đâu đều đâu. Này mốt nè. Mốt nè. À, mốt chưa. Đi làm cái vàng mà chưa có trái. Vàng nó sắc luôn hả? Sắc đó luôn hả? Ờ. Ủa cá hả? Cá ụt cá có quẳng cá. Ồ. Cách nhà nó chưa dám lại đâu. Ờ, cá phi mà. Đúng không? Cá phi chưa không dám lại đâu. Ủa con cá gì con? Cái con gì quá trời kìa. Gì? Cá gì vậy nè? Đâu? Thế? Con gì đó? Đây nè, con gì nhỏ nhỏ đây nè. Cá... mưa mưa cái nó có cá nhộng con nhộng hả? Ừ, quá trời. Ủa? À, không đâu phải. Này nhộng của con ớt thôi ta. Ừ, con uống ớt ta. Dữ vậy? Trời quá trời luôn nghẹt không kìa. Đâu phải có đuôi mà. Thì có đuôi nó mới thành ớt. Thấy rõ nè, quá trời luôn. Ừ. Đâu phải phải ớt đâu, đâu không phải ớt đâu. Có đuôi nó đứt đuôi nó mới thành ớt. Phải không? Ừ. Nhiều quá trời nè. Quá trời luôn. Đi qua đây đi. Mà chắc bị cái mấy cá này ăn hết trơn à. Ok. Cái hàng đó hàng ớt hay gì? Hàng ớt chắc luôn. À. Hả? Đây nước tắm luôn cũng được. Đây vô hái rau nha. Đây là mía. Mía mới trồng, cha trồng. Cha lên cái ấy quá trời luôn ha. Ừ, lên cái vàng phải không? Ừ. Hái bên đây á, bên đây hôm qua chưa hái nè. Gì? Hôm qua bên đây giờ chưa hái. Ừ, hái dưới gốc đi, mồng tơi nè, lá. Ôi cái lá. Thì vô bắt đầu nấu lẩu nha, mồng tơi vô nấu lẩu nha. Ồ, cái con sủi đũa trái nè. Ôi có trái, con sủi đũa trái hả? Nhanh quá trời luôn nè, trái. Ôi, ở dưới nè, ở dưới nè. Hả? Cái bự chưa? Chưa, trái còn nhỏ. Đây ớt nữa nè. Ờ đây nè, đây nè, đây có trái nè. Đây nè, trái này. Trái. Quay cái ớt đây, trái nè. Ồ, trái quá trời trái ha. Đây là rau dền. Ồ, sủi đũa trời, sủi đũa chưa. Và cái ừ gồng cho chồng nhanh có trái kìa ta. Trong phòng nếu mà trái trái nhiều. Ừ. Chồng mời xin chơi trái luôn á, cho phòng sau. Ớt nè. Ớt nó đã đào hàng quá trời luôn rồi. À. Ừ. Mấy hàng nó hàng ớt á. Bữa nào ra đây thổi thục mấy hàng này bắt ớt hay có. Trời ơi cái lá mỏng tơ. Hồng tơi nó bự hơn bằng tay luôn. Nhìn nó hồng tơi nè. Cái này trời ơi, cái lá này còn bự hơn nữa nè. Này hồng tơi nhà trồng không có xịt thuốc con trời ơi, cái lá nó bự. Em bứt mấy lá bự hả? Nè thì bứt lá bự để nó vào. Ừ. Ủa quên lá nè. Nè. Nó là lá nó bự nè. Con ăn gì ăn mấy lá rồi xong rồi. Trời ơi cái lá này nè. Nó còn kinh khủng khiếp nữa. Mưa vậy nó tốt ghê lắm. Ừ. Cha em tưới nước thường thường đó mà. Ừ, sáng nào dưới, với cha em đào cái nè, nó đào cái làm cái hở cái hộp nó giữ nước. Dưới nó ấm mà ấm ấy nè. Ấm gốc. Cây á. Kìa cái lá bên kia kìa, lá bên kia chà bá luôn. Ồ quá sợ bự luôn. Nè. Nhiều đây là anh. Ờ cái lá bên tay. Già ổ chết rồi nó tét nó rách luôn lá nó bự quá không có qua cây này được nhiều quá thôi bên đây đi thằng lá nè bên đây là cái lá bên đây không ai hái tới nó bự nè. Này cái đồ rớt bên kia luôn rồi này về cái mình nhúng lẩu nha. Hết sảy luôn ăn mát tới tiền luôn chết rồi hái luôn cái bông của ông cha rồi rồi lá nó bự quá đi nữa như đây ấy thì nó cũng xịp lại phải không. Ừ nhiều quá nhiều chưa không nhiều không nhiều đâu
hai đợi đi em, hai lá dưới tầng dưới hai đợi đi. Lá tầng dưới này nó già. Em sẽ nói nó lá bự bự mà nó hái tới mốt giờ nè, mới nó già. Lá này bự nè. Giờ bữa nó hái tới nó già uổng. Nó rớt lá dưới kìa. Trời nhiều quá. Nó rút luôn nè. Ừ. Này mưa nữa. Ừ. Với lại mùa này mùa mát của mùa tốt nè. Nó còn tốt dữ nữa. Chà, em thấy nước xuyên suốt nữa mà. Nhiều lá chặt đủ ở đây. Đủ chưa? Đủ. Con đây coi. Con còn lá nào bự không? Hái luôn luôn. Để ngày mai nữa nó bự nữa. Cái ngót nó mới chà mới trồng, mới ghim mà nó chưa gái nè. Cái ngót này nó mới sung thôi chứ ghim cũng lâu rồi đó. Mà cái ngót này nó không bằng mùng tơi. Nó ghim cây mà nó lâu hơn mùng tơi mình trồng hộp mà nó nhanh thế. Ừ. Lên dây là lá mà ăn lá mà lên dây là có lá rồi. Ừ. Rồi ngót nó sung lại. Năm tược 5 cây nữa. Nhanh lắm á. Tới hồi nó nhanh thì ăn không kịp. Như mùng tơi vậy nè. Tới hồi muốn ăn là ăn không kịp. Được đó em. Được chưa? Được. Nhiều rồi. Nhiều quá hả? Ừ. Nào ăn ra ngắt nữa. Ngắt có sẵn. Kệ. Ngắt xích dưới thôi, đừng có trèo lên góc. Em ba lá dưới nó mới già đó, mới già mình ăn trước. Rồi nó già hơn. Ngắt trên đọt thôi. Nhiều lắm rồi nè. Cái nhà. Một gỗ luôn. Gỗ ra. Bắt đầu mình đi hái cải thêm nha. Ừ. Đi cá chào bác sáng em. Cá chào. Ba con. Cá này cá phi thiên nhiên nha cả nhà. À, không phải phi nuôi nha. Cá phi cha đi trời. Ừ. Nhìn gì mình nói người ta không tin đâu ha. Ừ. Cha bắt tới ba con là cá ký luôn. Một nè, con kia là. Này cả nhà nhìn nè, nhìn cái bụng nó là biết liền cá phi nuôi hay là cá phi ấy này nha. Đó là cá phi thiên nhiên nè, nó ở nước ngọt rồi. Rồi nhìn nó bằng bàn tay nè. Nè nhìn vậy mới biết bằng bàn tay nè. Bàn tay nhỏ hơn con cá. Đau bụng quá. Rồi, nay mình làm món gì em? Nấu lẩu cá phi nha. Lẩu cá phi hả? Ừ. Ok. Rồi rửa cá rồi, giờ mình rửa rau nha. Rửa rau. Cá là rửa sạch rồi nhưng mà chỉ trắng sơn thôi. Mồng tơi em. Mồng tơi dưới gì ta? Dưới mớp. Mớp hả? Ừ. Nhưng mà được chưa nữa hả? Hả? Đó, trời. Đợi đi. Ủa mà rửa nó dập hả? Ừ, rửa ăn quá nó dập. Cái này mà sạch đi đâu có nước khác gì đâu, sợ mình làm rớt hồi nãy thôi. Ừ. Vậy em ấy thôi, em đừng có giò. Đâu có giò đâu. Em để cầm từ lá em rửa. Cái này không có lạnh, không có khác không có gì. Ừ. Đâu có giò. Chưa tối rồi, cái hồi thả vô luôn hả? Ừ. Là khỏi băng sẵn. Đúng rồi. Dạ, cái này sao sao nè. Cái cá nào nó lật lật lật. Bỏ gì nữa coi. Đây là một giọt nha, được. Đừng nha nha. Tùy theo khẩu vị của nhà mình, tại đi làm chua là bỏ nữa. Thì thêm nóng nhiều nó ít bà ơi. Cái này theo con khẩu vị. Nó thiệt không? Thế rồi đó. Mời mình nấu món cá chiên tường. Hay. À, cá phi. Rồi không có dừa cái nồi rồi. Gì? Cắt gá lấy cái bỏ ra đi, bỏ cá ra đi. Lấy cái dao nè. Dao cắt cá ra đi. Ừ, lấy kéo đi, tự nhiên lấy dao rồi. Trời ơi, cái tay trái. Đây, cầm cá đi. Được. Cắt còn lâu thôi. Coi sữa thịt kẹn cá nè. Ngon lành chưa, cá thịt sữa thịt chắc. Cá này
okay. Cá thiên nhiên mà, chứ đâu không phải là quay mà mình nói là cá mua cá ngoài mình nói cá thiên nhiên có đâu. Chồng con mấy bạn coi cái mấy cái clip của chồng mình đi quay ba mình đó, là ba mình thật sự đi chè cá thiệt đó, chứ tôi không có mà thấy này là do trời mưa cá nó rơi cá bự lên nè. À, trời mưa cho bụng là biết cá nuôi hay là cá ấy rồi. Con cá nuôi cái bụng nó rất là sạch, nó không có đen. Con cá nuôi cá thiên nhiên là cái ở nước ngọt là cái bụng lúc nào cũng đen, nó ăn rong mà. Nó ăn rong. Mà nãy mẹ mà ra hen cái gan nó bự nè nghe. Thì cái gan nó với lại cái ruột của nó mở không à, mà chắc bỏ đi thôi, không lấy không được. Sình nó, sợ sình. Nó ăn sình mới thấy bụng nó đen thui lúc nào cũng đen. Rồi, ok. Ớt vô nó nha, cho nó hấp dẫn là cá nha. Con hồi mình bỏ lên bếp nào ạ? Đâu có bếp xe nào ạ? Bếp còn đâu có còn đâu không? Không có còn, phải chạy đi một không, chị khỏi đi, hồi sát thẳng theo lên luôn đi. Kêu nó đẩy em đi, mẹ ấy, mẹ nông nước cho con. Đẩy em đi cho em im đi rồi. Bà ngoại, bà nội... Đỡ mất, ngọt ra hả? Dạ, đỡ mất luôn. Dịch này cha có nấu ăn đâu, mẹ nấu không, cha già nè nấu. Cha già mới chiều đổ cũng nấu cho con kia nè. Cho ông đâu? Cho luôn cái nồi ấy. Nồi xương hả? Ừ. Đó, xôi luôn nè, mấy nhà. Ừ, ngon, ngon lành gạch đào luôn. Đây là miếng ớt nè. Thế chai múc nước bớt ra, em bỏ mồng tơi vô được á. Không, ngoài em gấp cá ra là nó tụt xuống rồi. Em hết cháo. Ủa gì nãy quên, nãy không gấp cá ra trước. Mày đẩy không sao, cá này nó bự mà hay rồi. Trời ơi. Mày đẩy cho em hả? Cho em rốt hả? À, mày đẩy cho em ra rồi nó đâm quá mà con. Em đâu có thành chứ. Đừng để lòng sang em bất kỳ. Con cá luôn kì. Kêu đẩy em xong mình nói em đâu. Hả? Kêu để em xong rồi nó nói em đâu kìa. Lấy vô phòng. Chứ xì. Rồi gấp cá. Ôi trời, cá chín nó đã thịt nè. Cái này chắc chết người. Này mà lấy gu đế là nhậu hết xài luôn. Ha, em ha. Này gu đế nhậu chọc luôn. Mai con đi chợ con mua ớt. Đi với chị á. Ấm lòng gành đạo. Vậy đâm mứt bọt hả mày? Mứt ngọt nè, không có ngọt hả? Không, mứt bọt thì bơi. Wow. 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 Cái tự nhiên như người lông xiên. Bỏ cái rau vô luôn em. Mất chứa chín rồi, nó ngọt. Bỏ nó vô luôn một thôi, vô luôn đi cho nó gục. Hồi cha vậy ăn. Mốt nó ra nè, anh nhìn nè, nó ngọt nè. Mình ngọt. Đâu có đâu, mốt nó ra nó ngọt mẹ. Nước mốt cũng ngọt. Ngọt. Tự nấu tự khen mà. Tự nấu tự khen luôn chứ chẳng phải được chê. Mày làm muối hộp hay muối bột? Muối bột. Còn mày làm muối hộp mới ngon. Rồi, nhìn chứ muối bột. Muối hộp ăn nó không ít mặn hơn muối bột. Cái lá anh để lên bằng cái nồi luôn rồi. Để lá là bự rồi, lá là lớn rồi, đậy lên cái nồi lên luôn rồi. Rồi để kia đâu mấy. Nè, cái lá đó kìa. Rồi, để lên này. Ồ. Trụng hết cho luôn đi. Nước nãy không lấy cái đồ lót. Trời nãy không lấy quế, không lấy quế, không lấy gầu gầm gì hết trơn. Hả? Mấy con nè. Mấy con nè. Thôi à. Ờ. Con trai đầu lòng luôn. Bự là cháu nha. Tưởng hai đứa tưởng mình nhỏ tuổi mà có thằng con mười mấy tuổi xỉu không? Có gì hái không? Hả? À? Hái rau để bỏ vô lẩu không? Lỡ rồi khỏi luôn. Hái quế. Thôi hái đi, đi ra hái quế luôn đi. Quế bên kia. Ừ, đi. Bắt đèn đi. Hỏi đi. Ừ, trắng ba trắng bệnh hả? Không nấu bằng chanh nó vậy á. Ừ. Nếu mà nấu bằng men thì nó màu nó đục đúng không? Giờ cũng ba rồi, cũng ba rồi. Hồi đó nhà cứ... Đúng.
Gì nữa tới là nó tận tâm mà. Ăn hết nếm này phải nha. Đừng cần như vậy. Ăn đừng cần nha. À, à, ê, gì? Con ăn đừng hả? Thầy ăn nè. Dạ mà làm để lấy ấy mà tùy nó ba đó. Bà con tính là mai nó đi kiếm mớ vốn về con dẫn đi cào ke. Dẫn đi cào ke. Mai sinh nhật kiếm mớ vốn về đem về con đi dẫn đi cào ke. Nó có người yêu đó ông nội đưa đi làm không biết gì đâu. Nó nói có người yêu nhưng mà con người yêu con chỉ tặng cho con nên con không giờ tặng cho người yêu. Trang trên cái gì ạ? Nếu con bảo người ta có gì người ta tặng con thì không có tặng gì người ta. Cái bột này con tặng gì mình trả không? Ừ. Nó không phải gì. Xe dành cá mình nhé. Mày cá là nãy nó đưa mình. Dạ. Con cá không? Cá dạ. Nó đưa mình nãy. Dạ trời nó giận người ta cá sợ. Món gì ạ? Đứng dậy đây. Con nghe. Đúng rồi, thật cá con không? Giờ nó cộng ra. Không, cá nó to rồi nào. Dạ, anh mới ra. Trời, to rồi, cá đi. Ăn cá đi, cá được không ạ? Chà, anh biết nó thịt chua đây. Ăn này đó. Ngon lắm. Cái ăn chua nha. Nghe nè. Một số bà già nó quất phòng về. Nè. Thì tay cha vậy. Dạ. Cha, mẹ, nhiều nhà ông Nam Phương đó mẹ. Bắt cuốn không? Bộ, cái này có kéo cửa làm vậy? Có kéo cửa nào ạ? Trên ghe đây hỏi xe chút đi luôn á. Mẹ quá luôn. Rồi. Thật là nóng như thế. Bốn tiếng một tê. Ở cửa nào ơi con? Ở cái nhà ổng. Khá luôn giờ tối qua. Ở cái nhà ổng nhà có cái bung. Cái bung với cái đầu như đặt bung vậy ta. Không tài được hết. Để mắt nhà. Nhưng nó đậm hết. Con nhà nó mắt nhà nó cái bắt quái với lại cái bung. Cái bung để cái quê giống mình vậy đó. Cái nồi cá gì vậy? Lên được cái hầm cống đây. Đó. Chạy cái cá, có cá mà hơn nha. Dạ. Chạy xe xuống đây, chạy cái lên nó chạy cái mà đường ngang khoảng 100 mét ha. Không tới nữa, ừ 100 mét à. Tính vào nhà sát cá thì một bữa trong kia. Không vô cũng chạy và không vô cái chỗ mình chạy á, cái điểm chạy á. Chạy 4 5 cái mà chạy cũng vô cái ăn rồi. Không tính một. Không vào không tức. Đúng rồi, dở lên cũng hai con ba con có bơi còn không đánh chạy đúng cũng chạy vậy mà không dùng nào đúng rồi 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 giải nó đau luôn, giải luôn, đau quặn lên một vẫn vẫn lầy vẫn lên nha, rồi ngay giữa tài lạnh cối luôn, người ta không dám lội vô, tập để tập ngâm, ngâm cả buổi trời mà nó chịu lên, nó làm lâu lắm để cho trời cho nó lên đó, lên nó đập lưới là mình biết liền, người ta nó không lên, nằm hoài rồi biết là kéo luôn. Cá mà đi đùn cá là cái đồ bao lưới vậy nè. Không ở dưới kia một lưới rùng. Ở đây là không biết lưới rùng. Lưới rùng ở đây có chân đứng kéo, đứng kéo là cái lưới rùng. Nó có cái lưới rùng nó không biết đâu. Cái ở đây nó kêu cái lưới rùng đó là đây là lưới rùng nó vậy à. Nó có cái luồng tuốt đường hào á. Tại kẹt nó đứng kéo rồi chứ. Đi ra cho nó ăn. Nó gọi là lưới kéo. Nó mới có cái thùng tuốt sao có đứng kéo. Còn lưới rùng nó vậy nè. Ở ngoài này á, ở ngoài này là nó có hai cái màng mà nó làm ách rô á, là thằng màng lưới mà nó lỗ nào nó lấy trà phá lửa vậy nè. Rồi. Còn ở giữa là lưới cái chài mình nè, là nó dùng con cá mà sắn qua như là ở ngoài sắn vô trong cái tay vậy không mà biết sắn vô cậu sắn vô động xe. Không
nó xe nó quấn vô cái màn của cái màn đó đó, xe nha, rồi xong không có con nào mà nó thấy con nào mà chạy mạnh chừng nào thì con nó chết ra như thế là nó quấn luôn này. Đó là lưới trùng, lưới trùng là đó, nó chiều dài nó mười từ mười lớn nhất là 15 mét, một chiều cao đó là khoảng là 3 mét đó. Rồi ta mới bao vòng vòng vậy nè, bỏ lưới rồi nè, bao vòng 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 nè, bao tròn vậy nè, rồi đó thôi ta mới rút lệnh là nó cứ hạt cái cá vô nó tung chạy từ nào chết không, con nào chạy là con đó chết trước. Còn cái lưới kéo là nó nhảy ra ba dèo 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 nó kéo ra nó làm gì không, nó xà nó ẩu cùng rút người ta luôn. Trời ơi, cái trước là không có ẩu dạng mình cũng có mà lưới kéo nó thì sử dụng trên cuộn thôi chứ còn kéo đâu có kéo được đâu, nó đâu có tùng ra ở nước nào thôi, ý là cái lưới kéo vòng dưới là nó chỉ kéo cái mực nước lên thì giỏi lắm là chừng mét ra lại à, có là kéo ba cái ba được à. Mà nó kéo qua một cái này cá gô cá sặc rồi là không ngồi nói là kêu không đúng cái gì kéo là kéo rung là rung. Đứa rùng nó thường ta gọi là đứa bao đó, là đứa rùng đó. Có ăn rùng tròn nè, mà ba nó như là nó đánh rùng tròn như cái đè vậy không được là đánh đây nè, nó đánh dọc đây và đánh dọc đây rồi đó mà lợi được khúc cái này nó kêu gì kỳ đó không trúng lưới kéo rồi lưới bao rồi lưới bao đè lưới rồi cái đúng nữa mà cái lưới của nhà là bao dựng xong rồi đó là bao là bắt sâu ở sông sâu rồi là bắt còn cái lưới kia là một chỉ cạn thôi nước chừng một mét gần một mét trở lại thôi kéo kinh cạn rồi đó chúng ta nói là có kéo được cái có cái lưới rồng là nó biết sao nó cao tới 3 mét không nước chừng ngay đây nó cũng 3 mét nữa chẳng nó dùng lại hiểu không cái dùng càng dùng lại càng tốt dùng lại cái kia dùng rồi con cái cài quên con cái tổng nó bắt đầu dướng lại cái màn á nó xe ra liền cũng như chiếc xe bị thắng qua đầu vậy á tuy vậy con nào mà chạy chừng nào ham chạy chừng nào ý nhát chạy chừng nào chết nó chết lẹ thì đấy. Cái đó đánh mà mấy cái trình dưới đó là cái đè mà vừa hợp nên mình chài con khao khao đó không có hai khác banh chành không còn thứ nào có cách đê đó trình nhỏ con nào đại nổi bỏ sao đi không nè cũng bảo vậy đó cũng cái đè mà đi mà đè mà đè cái đè nuôi cũng muốn ba tháng cũng chặt cá luôn mà đó bỏ ở cũng nên chưa thấy cái lưới đó, cái lưới đó mà làm cũng đẻ không có mắt, không có mắt nhỏ gì hết. Bây giờ cái đó là cái kiểu nó làm giống như mấy cái lưới mà đi chài cá, chào cá của mấy người biển, cũng có tùng đánh cá khó không? Cá gì cá khó? Em có ngồi vậy à? Tại ngồi cái kiểu kỳ rồi. À, về cái đó. Nhanh. Mà dùng này là quánh gì có cá kiếp vậy? Lưới đó là nhiều lắm, từ bà từ bà là nó là mắt thân cài con đều dùng máy bà ta có làm được mấy rủa nhanh ngắn rồi hả? Dạ, cái lưới đó quánh một chút bào cao bắt cũng bắt ra luôn, cài không nổi luôn rồi cái đó được không? Không quá, không ngon á ngọt thật chay quá, người ta mua lá lên ớt cũng ngon. Ngày qua ngày rảnh bỏ cái tấu là thật chay. Hôm qua nó đâu có nhiều ớt đâu mà nhiều ớt mà cũng hay nhiều. Mười mấy trái ớt. Nó không cao bằng thời điểm mà ăn được cao quá. Đang này có 3 trái. Thế, ngồi sao một cây vậy? Ơi. Sao mà lại đi chơi xa vậy? Gỡ lên rồi thôi. Cá. Sao mà lại thôi quên chắc mà đẻ luôn trời. Được rồi được mấy cá. Thôi còn không bắn. Làm cái chuyện gì vậy thôi? Lấy bánh ra cho nó lấy cái lũa nó cho cái cá này. Ui. Tét mấy gì nữa. Được.
Cái đầu nó anh em. Hồi nãy được có ăn cái đầu cá, còn cái đầu kia vẫn ngán. Nè, còn cá còn kia còn thôi không? Lấy cá nhìn đi vậy. Mình nhắn lên. Đó là tao này.